sao? Con cũng quen bao giờ. Ngon quá bà. Ăn miếng gì không? Ăn bún đậu bún tôm bạn ơi. Bún đậu nè, bún đậu này là bún đậu truyền thống, hai phần nha các bạn. Để bánh tráng này cuốn bún đậu ở đây đi. Đây là rau và nước chấm, bún, lấy phần bún đậu mình bỏ bánh tráng bỏ ở đây các bạn. Đây cái lượng nước chấm các bạn bỏ đây, còn này là đồ ăn nữa các bạn. Đây bỏ vô đây luôn này. Đây bánh tráng nè các bạn, này đồ gói bỏ đây miếng thôi. Đây bỏ miếng bánh tráng bây giờ bỏ miếng rau lên các bạn, lấy cái đũa bỏ miếng thịt vô các bạn ơi. Thịt nè, tàu hũ nè, chả nè các bạn, đây chả cá, bỏ miếng dưa leo lên, miếng bún vô, rau nè, rau này là rau, đây là rau bóc cá, lá rau bóc cá, đây lá tía tô. Này trái chanh, chanh mình đặn vô nước chấm nè bạn, đặn vô đây nè. Nước chấm ngon quá bạn ơi. Rau nhiều quá ngon. Dưa leo. Rồi mình cuốn lại. Cuốn lại nghe các bạn. Đây bạn thấy không, chấm chấm nè bạn thấy không, ăn cái bạn. Ngon ngon đẹp, ngon quá trời các bạn ơi. Tôi ăn cái chanh vô nữa. Đây ngon quá các bạn. Bỏ chứ không chấm rồi, chấm cái nữa bạn. Đây ngon hết sảy luôn bạn. Mình làm thêm cuốn nữa các bạn. Ramen ăn không? Bỏ miếng cải lên đây. Cải đây cho miếng trắng nó mềm lại các bạn. Bỏ miếng thịt lên đây các bạn. Thịt lên hai miếng luôn, đang đói bụng. Miếng dưa leo, cắn miếng đó các bạn. Bún nhiều các bạn ơi. Lá tí tô, đắp cá, bún. Rồi mình gói lại. Mình cuốn này là mình nghĩ các bạn. Rồi gói lại, chấm. Ngon nữa các bạn. Ngon quá các bạn ạ. Mình ăn 2 cuốn nha các bạn ơi, làm thêm cuốn nữa các bạn. Đây, bánh tráng. Làm thêm cuốn nó nghỉ các bạn ơi, no dữ rồi. Tại này có bún nữa các bạn. Bún mau no lắm. Mình bỏ thịt heo vô. Thịt heo đây làm ngon các bạn. Mình bỏ thịt heo vô. Thịt heo này ăn ngon. Tàu hũ bạn, tàu hũ chiên giòn. Chả cá này cũng ngon nè bạn. Chả cá, rau. Mình phái rau, mình bỏ rau nhiều. Rau thơm, rau tí tô, rau cá, dưa leo. Mình này không có bắp chuối đâu. Dưa leo. Bỏ con rau nữa các bạn. Nằm rau đây nữa. Rồi quấn lại. Quấn lại. Chấm nào bạn. Chấm nào. Chấm nào. Chấm như đây nào. Đây thấy không? Chảy không bạn? Nè. Bạn thấy nó chấm ngon. Ngon. Ngon quá các bạn. Ăn miếng rau. Chấm cái nữa. Rồi. Ngon quá các bạn rồi. Rồi mình cắm miếng ớt à. Chấm rồi. Có ớt cay cay đỡ ngán. Chấm cái này. Ngon.